Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Gerardo cuộc sống ở Pháp. Thì hôm nay là chủ nhật, Dung với ông xã và hai đứa nhỏ đi chợ hàng tuần, chợ vào mỗi chủ sáng chủ nhật ở cái làng kế bên đó cô chú anh chị. Thì hai chồng mình đang đậu xe giữa đường đang chờ cái một cái bà ở xe trắng phía trước này lùi xe, nhưng mà chờ nãy giờ 15 phút rồi đó. C'est couscous. Tu veux pas acheter des couettes? Je sais pas. C'est pas une tour. On va manger du couscous là maintenant. Allez, con chọn bà cô chú đi. À, nhìn cái chợ nhỏ vậy giống như chợ quê lắm đó cô chú anh chị, cũng bán quần áo mà mình thì đổ dưới đất ha, nhưng mà ở đây thì họ để trên bàn hết cho sạch sẽ đó. Ông xã Dung hỏi Dung mua mền không, mền này thì là 30 một cái, nhưng mà bông hoa lè lẹt Dung cũng thích lắm. Ở đây thì bán đồ áo khoác, đồ cho đàn ông, áo bun đồ cho đàn ông, nhưng ông xã Dung hỏi Dung mua không, Dung nói trời của đàn ông mà sao kêu Dung mua. Ở đây họ bán rất là nhiều quần áo của người Hồi đó cô chú anh chị, giá cũng rẻ, từ 5 đồng, 10 đồng. Thì ai thích bông hoa thì cũng có thể ra đây mua. Ở đây họ bán những cái tấm thảm đẹp ghê luôn á cô chú anh chị, thảm mà trải dưới nền nhà đó. Thì hôm nay chủ nhật nên Dung được miễn xá nấu đồ ăn, cho nên là ông xã Dung muốn ăn đồ ăn của người Hồi, cho nên mình sẽ ghé đây mình mua. Thì hôm qua nghe cái anh bạn của Dung chỉ nói là ở đây bán cũng ăn cũng được lắm, thì ông xã Dung nói để ghé mua ăn thử. Thì nhìn cái chỗ thì nó cũng không có được bắt mắt lắm nha cô chú anh chị, nhưng mà Dung nhìn thì cái kiểu này mà mình bắt vệ sinh an toàn thực phẩm là coi như chết ngắt luôn. Cô chú thấy cái chảo dầu nó đen thui luôn á, mà đồ ăn thì để ở ngoài trời không có đậy gì lại vậy nó, nhưng mà thôi kệ, họ bán cho người Hồi ăn mà. Thì là lần đầu tiên thì Dung nghe nói thì Dung đến đây Dung mua thôi, chứ Dung chưa bao giờ mua cái kiểu này hết á. Chợ thì sẽ chia làm hai mé, một bên là bán quần áo, nửa bên là bán quần áo, rồi nửa bên là sẽ bán rau củ quả rồi thịt đồ này kia đó cô chú. Thì ở đây rất là nhiều người cái kiểu như người ta làm vườn á, họ có một chút mớ rau mớ con gà đó, họ xách ra đây họ bán. Những cái người mà để một cái bàn là vài trái bí như vậy nè cô chú, đó là bán đồ kiểu như là bio phê mấy dung đó, đó là đăng lời sạc đen đó, là chuyện vườn nhà của họ thì họ đem ra họ bán. Thì cũng có một vài cặp người Pháp họ ngừng lại họ mua cái món ở trước mặt Dung đây là một cái món gà nấu khoai tây với lại trái cây khô đó cô chú anh chị, có ô liu, mận rồi mơ khô rồi này kia, khoai tây rồi họ nấu lộn lại với lại đùi gà. Touchez pas la vitrine. Thì cái quầy này cô chú anh chị là chủ yếu là bán đồ ăn của người Hồi, bánh mì, bánh rồi món ăn truyền thống của người đạo Hồi đó. Thì cái làng này á là cái cũng như là 80% người Pháp là họ rời khỏi cái làng này, họ đi qua làng khác họ ở, nên là cái làng này bây giờ là chiếm toàn bộ là toàn là người Hồi không thôi. Đó, nhìn những cái bánh này thì thấy rất là làm cũng rất là ngon. Họ bán chả giò hình tam giác, rồi chả giò hình tam giác kêu bằng samosa đó cô chú anh chị. Thì người Hồi người ta ăn rất là nhiều cái món này, và nhiều cái loại bánh Dung thấy làm cũng rất là đẹp, nhìn cũng muốn ăn chứ.
Dung thì đồ ăn là cái gì Dung cũng mê lắm, thường thấy ngon ngon là mình thích à. C'est bon ça? Non, maman, c'est quoi ça? C'est des gâteaux ça, au chocolat, ouais. Thật sự là nhìn cái dàn chảo là Dung thấy Dung quải rồi đó cô chú. Dàn chảo với dầu chiên là Dung thấy Dung quải rồi đó. Nhưng mà mình không có mua mấy cái món chiên mà mua cái couscous đó cô chú anh chị. À, đây là cái món gà nấu với lại khoai tây, ô liu, rồi mặn khô với lại đào khô đó. Nhìn thì thấy cũng rất là ngon. Anh bạn Dung mua ăn thử thì nói lâu lâu ăn thử thì ăn cũng rất là ngon. Thì mấy cái món này là phổ biến của người Hồi á, đặc sản của người Hồi mà. Thì Dung mua couscous. Đây là một cái món ăn truyền thống của người Hồi đó cô chú. Thì cái nồi bự này á, là một cái nồi thịt cừu hầm. Ông xã Dung thì mua thịt cừu với lại một phần thịt gà. Đó, thì về ai ăn gà thì ăn, ai ăn cừu thì ăn. Ở cái thau ở bên này á, là giống như hà cơm nhuyễn nhuyễn á cô chú. Nó giống như cơm mình vậy đó. Nhưng mà cái này nó nhuyễn nhuyễn giống như cơm tấm vậy đó. Dung thì Dung dịch cho tiếng Việt thì nó kêu bằng bột bán. Cũng làm bằng từ bột mì đó cô chú anh chị. Mà cái dạng hạt đó. Dung mua 2 phần như vậy là 12 euro thì khoảng 320 ngàn. Bây giờ thì Dung sẽ đi qua quầy bên đây Dung mua rau và trái cây. Dung mua húng lưỡi nhưng mà trời ơi húng lưỡi nó heo queo à, nó dập quá trời, nó không có ngon cô chú anh chị ạ. Nhưng mà húng lưỡi á đồ mùa này kiếm rất là khó luôn á mà mắc lắm. Hơn sao? Mets le masque, maman, s'il te plaît. Oh, il y a la merde. Il y a la merde. Chợ này á, hôm rồi Dung hỏi á, là cái kiểu giống như là một ông chủ mà họ trả tiền cho những cái người này là làm thuê đó cô chú anh chị. Những người này đều đứng bán á, là của một ông chủ, thì một ông chủ lớn là họ sẽ lấy đồ rau củ quả rồi họ phân bố từng cái chợ vậy nè. Tại vì cái này họ sẽ cứ bán như khu vực vậy đó rồi chia quê hồng. Thì cái nhóm chợ này á là kiểu giống như mình đi cái quầy này phải không, mình qua cái quầy bên kia cũng quầy rau củ thì kiểu như cùng một ông chủ nhưng mà đồ gì rau củ quả là sẽ bán hai giá khác nhau á cô chú ơi. Thì Dung mua quen ở chỗ này rồi Dung cũng không có đi dạo qua bên kia tại bên kia mình không có biết. Bên này á kiểu như quen á mình xin Dung quay phim được. Bây giờ tới mùa của trái xương rồng rồi đó cô chú anh chị. Dung bán rất là nhiều. Nhưng mà Dung không có dám ăn cái trái này tại vì mình không có tiêu hóa tốt đó, ăn cái này rất là nguy hiểm. Năm nay á ở cái vùng của Dung quá trời nắng luôn cô chú anh chị. Đây là nấm xếp mà họ bán một thau như vậy là 10 đồng. Nhưng mà năm nay á ông xã Dung biết nhiều chỗ có nấm lắm nhưng mà hai vợ chồng mình cứ đi mò chỉ cho bạn mình đi hái xong rồi á mà ổng nói là đi muộn quá, nó thời tiết kỳ quá nó trổ hết trơn rồi rất là uổng lắm. 10 euro một thau như vậy đó. Đây là chanh dây. Chanh dây này là từ Việt Nam đó cô chú anh chị. Nãy Dung hỏi thì ông nói là ở Việt Nam, bên này là có bưởi đó nè. Bưởi này thì bưởi Trung Quốc nha. Dung thì Dung rất là thích đi chợ kiểu này, nó có cái hơi thở của chợ của Việt Nam đó cô chú anh chị. Chợ Việt Nam mình cũng rôm rã nhưng mà cái này cũng nghe cái tiếng rau rồi này kia cũng vui lắm. Đây là thơm nè, rồi bán đủ trái cây, nhiều loại trái cây lắm, mà xoài cũng có nữa. Mà xoài cái này nó mềm lắm, cô chú anh chị em mua thì làm gỏi không có được. Non, c'est fini là. Va voir les raisins.
Ở đây thì mình được ăn thử nha cô chú anh chị. Mình thấy trái cây như quýt đồ này kia hay là nho này kia lựu thì anh cắt sẵn ra cho mình, xoài mình muốn thử anh muốn cho mình thử nữa. Trái cây là thử không tư, trong siêu thị là không có thử được rồi. Ai Dung thấy lựu này rất là ngon luôn, cái hạt nó nhỏ, nó rất là mềm mà nó ngọt lắm cô chú anh chị ơi, lựu này của Maroc á. Nhà mình thì rất là thích ăn nho cho nên là qua đây ông xã Dung sẽ mua nho. Bên này là quầy rau, đây là họ treo những cái bịch mũi vậy nè cô chú anh chị đó, mình muốn mua cái gì thì mình tự mình lấy xong rồi lát mình gom lại hết một giỏ vậy đó, mình đem mình cân. Chérie, ils aiment bien des noirs. C'est bon, les noirs. Tu vas goûter. On peut mélanger. Mmh. Oui, oui, c'est le même prix. Nho ở đây là 3,50 đồng một ký. 2 ký là 6 đồng, tức là 2 ký là được rẻ hơn 1 euro đó cô chú anh chị. Nhưng mà trời ơi, nho ở đây là nó đã gấp 2 lần ra 3 lần ở trong siêu thị rồi. Siêu thị thì mua gần khoảng có 1 euro thôi. Và đối diện bên này đó là cái xe tải của một cặp vợ chồng anh chị người Việt. Thì hồi lúc xưa là Dung ngồi cái chỗ này nè cô chú, ra đằng sau chiếc xe đó đó, có cái khoảng trống là Dung ngồi chỗ đó là Dung bán gỏi cuốn ngày xưa đó. Nhưng mà hôm nay á có cái anh chồng cho nên là Dung không có quay phim. Thì một lát Dung lại Dung hỏi thăm chị. Thì bán đồ ăn Việt, rồi đồ ăn của Campuchia và đồ ăn của Lào. Thì cái chiếc xe này là lâu đời lắm luôn rồi đó cô chú anh chị ơi. Là cái ở cái chỗ này là gần 10 mấy 20 năm. Oui, mais papa là có khi hơn nữa. J'aime bien voir les raisins noirs. Ouais. Ça ici, les raisins noirs. Nó phải cô mai, nó phải cô mai. Phải cô mai. Phải cô mai. Là luôn cô mai. Cô mai luôn cô mai. Thì con Dung nó thấy cái chị người châu Á đó thì nó hỏi vậy là phải giống cô mai vào vậy mẹ. Dung nói là cô mai không phải cô mai, cô mai ở rất là xa. Thì kêu Dung ghé cái quầy bơm táo này nè cô chú anh chị để Dung mua. Dung thấy nó rất là tươi mà ở đây nó bán cũng rẻ hơn siêu thị rất là nhiều. Thì táo ở này, đây là táo ở trong làng luôn cô chú. Và cái dạng họ mua cái dạng như còn xé đó, bự như vậy là cái này còn có hơn cái 100 kg mà, nên là giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cho em bọc tới ba là ba. Nè con đem lại cho ba đi. Nè. Dung mua vài trái ớt chuông mà Dung thấy nó không có được tươi lắm á cô chú anh chị ơi, nó nhăn nheo. Cái ớt màu đỏ này nó nhăn nheo hết trơn à. Thì mà còn cái ớt vàng thì nó còn rất là ngon, thì Dung mua vài trái thì Dung thấy giá 1,50 đồng thì cũng được. Ớt thì bên đây ớt thì nó không có cay nha cô chú anh chị. Nhìn nó cũng tươi nè, nhìn rất là tươi luôn rồi. Dung mua ở vài trái cà tím. Lưu lưu portez papa. Attends, cherche. Cha con cầm cái bịch cho mẹ đi. Aubergine. Mình mua cái gì ta, cái này kêu cà tím. Nó nấm bao nhiêu? Lưu lưu. Lưu lưu mấy tuần xăm là bỏ vô một chút chung á. Mi đang là sắc. Rồi bọc tới ba đi, đem đi cho ba đi. On fait ça. Madame,
Ça vient de où ça? Chine. En Chine. Ah non, attends, oui, originaire Chine. Banana là mới dùng dành anh à, anh bạn để anh rủ anh kêu đi mua bưởi nhưng mà bưởi của Trung Quốc thì không có ngon cô chú ơi. Dung mua ở chợ Tàu, Dung ăn mấy lần rồi không ngon, Dung không có mua. Mà anh nói kiểu như giống như Dung mua là sẽ được giảm giá đó. Bên này là họ bán các loại bánh mì ngọt rồi đó cô chú anh chị. Jeudi, on mange du couscous? Oui. Et aujourd'hui, on mange du couscous avec tiramisu. Ouais, avec tiramisu, des raisins. Gia đình Dung vừa mới đi chợ xong và Dung cũng xin dừng cái video tại đây. Và Dung cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Và chúc cho cô chú anh chị một kỳ nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. À, thì đi chợ cô chú ơi, thì mình cũng đi chợ Hớ đây nè. Cái quầy bên này họ bán nho và trái cây rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn 1 euro 1 ký luôn. Nhưng mà đồ trái cây đồ rất là tươi. Ouais, mais ils ont le feu, ils sont très jolis. Bon, ils ont retourné. Avant, ils ont fait que les légumes un peu deuxième choix. Mais maintenant, c'est joli. Je l'ai vu, elle est fraîche. T'sais. Mais bon, moi, je suis moins cher. 1 euro de moins, ça vaut beaucoup ça. Ben ouais.